Xin chào các bạn, đây là Rimi L20 Ultra, một chiếc robot hút bụi lau nhà tự động hóa. Tự động hóa là bởi vì nó sẽ tự động làm tất cả mọi công việc dọn dẹp liên quan tới một cái robot liên quan tới việc hút bụi và lau nhà, như là nó sẽ tự chủ động làm sạch sàn nhà thông qua việc hút bụi, lau nhà và trở về đốc sạc sẽ làm sạch cái thùng rác ở bên trên robot cũng như là sẽ tự động giặt giẻ, sấy giẻ mà chúng ta rất ít phải làm thủ công. Đầu tiên về lực hút của máy thì Rimi L20 Ultra được trang bị lực hút 7.000 được trang bị lực hút lớn trên robot, thậm chí là lực hút đang lớn nhất trên thế giới robot hút bụi hiện nay thì cái lực hút mạnh sẽ giúp cho robot có thể dễ dàng hút hiệu quả những vật thể trên đường nó đi qua làm sạch sàng hiệu quả hơn Ngoài việc có thể hút bụi nhỏ, bụi mịn, hút tóc, lông thú thì những hạt bụi lớn như là cát vụn bánh snack hay là hạt cà phê chẳng hạn kích thước của hạt cà phê khá là to vẫn có thể được hút vào trong robot và giúp cho sàn nhà được sạch sẽ thứ hai là trong quá trình di chuyển thì robot nó có khả năng nhận biết được chướng ngại vật từ xa và thậm chí nó còn nhận thức được à cái vật thể đó là gì là đôi giày là cái ghế là cây cối vân vân và nó sẽ chủ động tránh cái ngại vật đó để hạn chế sự va chạm cũng như là tối ưu trong cái quá trình mà nó di chuyển Điều này có được thứ nhất là nhờ vào những cái cảm biến được gắn ở bên trên robot và camera quan sát ở mặt trước của robot gọi là công nghệ AI Action và hệ thống tránh chướng ngại vật dựa trên cấu trúc ánh sáng 3D. Như các bạn thấy trên video mình bài biện nhiều vật thể ở trên sàn nhà như là giày ghế và thậm chí là khi mà có người đi qua đi lại thì nhờ vào những cảm biến và camera quan sát ở trên robot nó tự tránh chân của mình không đụng vào chân mình hay là tự tránh những cái đôi giày và những vật thể ở trên sàn nhà để không phải kéo lê nó ra nhiều vị trí thì đây là một cái điều rất là quan trọng cho cái khả năng nhận biết chủ thể cũng như là tự vận hành của robot khi mà mình cho nó hoạt động lúc mà mình không có nhà mình vẫn có một cái sự an tâm Theo cái khả năng tự động làm sạch rác trong hộp đựng rác trên thân của robot rất là tiện để chúng ta không phải thường xuyên dọn dẹp rác ở trong cái hộp nhỏ của robot, không phải thường xuyên đổ rác và không bận tâm tới cái việc đổ rác hàng ngày khi mà robot nó vận hành. Ngoài ra thì khi mà robot nó quay trở lại đốc sạc, rác nó được thu gom ngay lên túi rác ở bên trên sẽ giúp cho hộp rác luôn luôn được sạch sẽ. Ngoài ra nữa thì nó cũng giúp cho cái filter lọc của robot cũng được sạch Filter lọc trên hộp đựng rác của robot càng sạch thì lực hút và hiệu quả làm sạch càng cao. Bởi vì là nếu như hộp đựng rác bị đầy, có nhiều bụi và không được làm sạch sẽ thì filter nó cũng sẽ bị dơ theo và nó uh, cũng bị cản trở và nó hạn chế cái lực hút cũng như là cái khả năng làm sạch của robot. trước khi thực hiện công việc chính là hút bụi và lau nhà thì robot nó phải trải qua quá trình lập bản đồ ở Dreamy L20 Ultra mình thấy máy có khả năng lập bản đồ rất nhanh và chính xác dựa vào những cảm biến dựa vào camera mà máy có thể xác định được những cái chủ thể ở trong phòng ví dụ như là nó nhận biết được chính xác à đây là sofa à đây là ghế đôn đây là bàn và dựa vào những quan sát đó nó cũng sẽ tự động phân chia khu vực mà mình đã quét bản đồ ra thành những cái phòng nhỏ cho việc dọn dẹp tiện hơn Ví dụ như nó nhận biết ở đây có khu vực sofa thì nó tự động chia cái phòng đó là phòng khách có khu vực bàn và nhiều ghế thì nó chia thành khu vực bàn ăn chẳng hạn như vậy mình thấy ngoài việc lập bản đồ nhanh và có độ chính xác ngay từ cái lần lập đầu tiên á, thì robot nó cũng có cái sự phân chia một cách chính xác theo từng phòng nhỏ để mà tiện cho việc dọn dẹp. Theo dõi trên app premier Home thì chúng ta có thể thấy được cái quá trình di chuyển cũng như là hoạt động của robot. Chúng ta cũng có thể tùy chỉnh cách mà robot làm việc cho từng khu vực mà chúng ta mong muốn. Chúng ta có thể cài đặt cho robot chỉ hút hoặc chỉ lau hoặc là vừa hút vừa lau và những cái cấp độ như là hút mạnh, hút nhẹ, lực lau mạnh, nhẹ ở trong phần cài đặt này và với từng cái khu vực khác nhau chúng ta cũng có thể cho robot hoạt động với những tiêu chí khác nhau ví dụ như là phòng khách mình muốn nó hoạt động mạnh mẽ thì mình cho lực hút nó tăng lên hay là mình muốn nhà bếp được lâu nhiều hơn hoặc là mình muốn phòng mình thì nó chỉ cần lâu tiêu chuẩn thôi hay là lâu nhẹ nhàng thôi thì chúng ta có thể cài đặt trong phần tùy chỉnh làm sạch của robot rồi ở trong phần cài đặt này chúng ta cũng có thể xem được real time quá trình mà robot vận hành như thế nào thông qua camera màu được tích hợp phía trước của robot thì chúng ta có thể xem được không gian ngôi nhà và camera này mang lại chúng ta hình ảnh tương tự như camera quan sát an ninh ở trong nhà Vào phần cài đặt chuyên sâu hơn thì chúng ta có thể tùy chọn cái cách lau sàn hay là cái cách hút bụi của robot ví dụ như là tự động tháo lắp dễ lâu nè hay là bật chức năng cho miếng dẻ xoay của robot tự động bung ra ngoài khi lao dọc theo chân tường hay là chân bàn ghế rồi tự động dọn dẹp lần thứ hai hoặc là tự động thêm chất tẩy rửa Nói chung thông qua app Premium Home khi kết nối với robot chúng ta có thể cho nó hoạt động từ xa bất cứ lúc nào hoặc là theo dõi quá trình vận hành của robot khi mà chúng ta đang không có ở nhà và cài đặt những tùy chỉnh phù hợp với ý muốn của mình. tiếp theo về khả năng lau nhà, realme l20 ultra được trang bị hai dĩa lau hình tròn với khả năng lau xoay. mình thích dĩa lau xoay hơn bởi vì dĩa lau xoay sẽ giúp lau sàn nhà được sạch hiệu quả hơn. chúng ta hình dung là những robot được trang bị dĩa lau phẳng sẽ kéo cái dĩa lau theo sau lưng của robot thôi. Còn với cái dĩa lau xoay á, khi vận hành hai cái dĩa lau sẽ xoay liên tục vào nhau và ở những cái khu vực đi qua á, sẽ có sự tác động nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, làm những cái vết bẩn ở trên sàn nó được sạch hơn. Nó cũng tương tự như cái cách mà chúng ta lau nhà bằng tay, lau nhà truyền thống thôi. Nếu như mà chúng ta chỉ đẩy cái dĩa lau qua một đường thôi thì nó sẽ ít sạch hơn so với việc là chúng ta cứ chà tới chà lôi khu vực mà chúng ta muốn làm sạch thì cái dẻ lau xoay đó nó hiệu quả ở chỗ là giúp làm sạch sàn hơn thiết kế và cơ chế bằng 500 của dẻ lau nó giúp cho chúng ta dễ thao tác khi mà lấy ra hay là lắp cái dẻ lau vào ở Remy là 20 Ultra có một cái tính năng gọi là mop extend tức là khi mà lau đến những cái khu vực như là cạnh tường, chân bàn, cạnh tủ thì dẻ lau ở phía sau của robot có khả năng tự bung ra thêm một khúc nữa để cho cái dẻ lau đó có thể tiếp cận và lau sát được sàn nhà ở những cái khu vực cạnh tường, cạnh bàn hay là chân ghế. Vốn đó là cái nhược điểm của những robot hút bụi từ trước đến nay. Ở những robot bình thường với dẻ lau cố định trong thân thì khi mà nó di chuyển dọc theo cạnh tường thì nó sẽ cách ra một khoảng hở để mà nó đảm bảo là tránh những cái sự va đập va chạm vào trong cạnh tường. Cho nên là ở dưới sàn nhà cách cạnh tường nó sẽ có một cái khoảng chết mà robot khó có thể lau sạch và làm sạch. Với khả năng bung dễ lau ra khỏi thân thì Grimmy L20 Ultra cũng sẽ làm sạch được sát chân tường và khoảng cách theo thông số của hãng là 2 mm thì gần như là nó có thể làm sạch được sát vào chân tường. Đây là một ưu điểm rất lớn ở chiếc robot này. Tiếp theo là khả năng nhận biết thảm và khi mà di chuyển lên thảm, robot nó sẽ tự động nâng dẻ lau lên để mà tránh làm ướt bề mặt thảm. Thì khả năng nâng dẻ của Remy là 20 ra là 10,5 mm. Hoặc là chúng ta có một tùy chọn khác khi mà robot lau nhà đó chính là né thảm để mà nó không cần phải di chuyển lên thảm luôn. Chúng ta chỉ cho robot hút khi mà đi lên bề mặt thảm thôi, còn khi mà lau thì nó né thảm. Ở trong đốc của robot có trang bị sẵn hai bình nước là nước sạch và nước dơ thì chúng ta chỉ cần đổ đầy bình nước sạch có dung tích là 4,5 lít thì robot nó có thể vận hành được nhiều lần mà chúng ta không phải thường xuyên thay hay là cũng không phải thực hiện cái bước là đi giặt dẻ lâu bởi vì là nước sẽ tự động chảy xuống cái hệ thống bên dưới và nó sẽ giặt dẻ lâu thường xuyên khi mà robot vận hành và thậm chí là robot nó cũng có cái công nghệ để nhận biết mức độ dơ của sàn nhà cũng như là nhận biết được mức độ dơ của dẻ lâu để mà nó sẽ tự động quay trở lại đốc sạc thực hiện việc giặt dẻ lâu rồi mới di chuyển để mà thực hiện công việc tiếp Nước dơ nó cũng sẽ được chứa trong một cái bình riêng và sau vài lần robot vận hành hay là khi mà chúng ta cảm thấy cần thiết thì chúng ta chỉ cần đem bình nước dơ đổ và phiêu nước sạch lại. Như vậy thì sẽ đỡ mất thời gian cho việc giặt dẻ lau của robot. Một cái tính năng nữa mà mình cảm thấy tiện lợi cũng như là tự động hóa ở robot này đó chính là khả năng tự pha hóa chất lau sàn. Hóa chất lau sàn này nó sẽ giúp thứ nhất là sàn nhà được bóng. Thứ hai là nó sẽ có cái chất diệt khuẩn để tiêu diệt vi khuẩn trên sàn nhà và thứ ba là nó có nước lau sàn giúp cái việc vận hành khi mà lau sàn được sạch sẽ hơn. Bình thường thì chúng ta sẽ phải pha hóa chất thủ công theo hướng dẫn của bình hóa chất kèm theo với máy. Còn ở máy này thì bình hóa chất có một khu vực riêng và ống dẫn riêng để mà tự pha hóa chất cho robot lau nhà. Tức là chúng ta cũng không cần phải đụng tay vào luôn và cũng không cần phải cân đông đo đếm xem là cái lượng hóa chất đó và lượng nước đó nó có phù hợp hay chưa bởi vì có nhiều hãng người ta cũng khuyến cáo là không nên tự pha hóa chất bên ngoài vào trong cái uh, thùng nước của robot bởi vì là nó có thể khiến bị nghẹt hệ thống ống cho nên là việc mà robot này tự vận hành tất cả mọi thứ bao gồm cả việc tự pha hóa chất mang đến sự tiện lợi cho mình và thực sự là mình cũng không cần phải động tay gì vào trong cái quá trình vận hành hoạt động chỉ cần mình thay nước sạch, đổ nước dơ và lâu lâu thì lấy cái túi rác đem đi vứt thay một cái túi khác mới là xong. Sau. sau khi hoàn thành tất cả công việc quay trở lại đốc, thì robot sẽ tự động giặt sạch dẻ lau một lần nữa và dùng hơi nóng để giúp cho dẻ lau nhanh khô hơn, hạn chế nấm mốc cũng như là mùi hôi của dẻ lau. Theo mình, với những gì được trang bị thì Realme L20 Ultra là một chiếc máy hút bụi lau nhà có khả năng tự động hóa rất cao và thông minh. Như chia sẻ của mình thì thực sự trong quá trình mà cho robot vận hành chúng ta không cần phải động tay vào bất cứ điều gì hết. Robot nó sẽ làm tất cả mọi thứ Khi mà đến giờ thì nó sẽ chạy đi hút bụi lau nhà Và nó lại tự động chăm sóc cho bản thân nó bằng cái việc là Tự hút bụi, tự giặt dẻ và tự pha hóa chất luôn cũng như là nó có những trang bị cảm biến, trang bị camera để giúp cho việc nhận biết được không gian, nhận biết được những cái chủ thể, vật thể trên đường mà nó đi qua tốt hơn, tránh được những cái chướng ngại vật tốt hơn. À, do đó thì nó cũng sẽ vận hành tốt hơn và hiệu quả cho cái công việc chính của mỗi chiếc máy robot hút bụi lau nhà. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.